Huyền và các bạn, nếu như quý vị đang mong muốn tìm kiếm những giờ phút thư giãn thật thoải mái và tuyệt vời, đặc biệt là những cảm xúc của tình yêu đôi lứa và hơn hết là tiếng lòng thật dạt dào tình cảm dành cho con em mình của các bậc làm cha làm mẹ khi mà con em mình đến tuổi cập kê, thì quý vị đã lựa chọn đúng. Chào đón quý vị đang đến với chương trình Thông Gia Song Đấu. Thưa quý vị, Thông Gia Song Đấu là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay để xem các gia đình đến đây là ai và cái kết của chương trình ngày hôm nay có được mỹ mãn và trọn vẹn hay không? Hãy cùng chào đón các gia đình cùng đến với Thông Gia Song Đấu hôm nay. Gia đình số 1, mẹ Thân Thị Tuyết, con Nguyễn Vũ Hảo, mẹ Điềm Đạm, con Dạng Dĩ. Gia đình số 2, cha Lâm Thương, con Anh Thư, cha Hiền Lành, con Năng Động. Gia đình số 3, cha nuôi Nhật Vũ, con Ngọc Tiên, cha ấm áp, con xinh đẹp. Gia đình số 4, mẹ Phương Hằng, con Nhã Vi, mẹ Hiện Đại, con Đa Tài. Dễ thương quá, chưa gì trời thấy khởi sắc rồi đó. Phương Hiếu xin thay mặt những người thực hiện chương trình xin được chúc cho các cô chú sẽ trải qua những giờ phút thật là tuyệt vời. Và đặc biệt là mình hãy cố gắng hết sức để tìm kiếm một nửa yêu thương về cho con nhà mình nha. Đó là bốn gia đình cùng đến đây ngày hôm nay. Để xem ngày hôm nay nhân vật chính của chương trình là ai, mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình. Huỳnh Anh, chàng trai sở hữu gương mặt điện ảnh cùng bờ môi trái tim làm xung động bao cô gái. Tốt nghiệp loại giỏi trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, anh chàng trở thành trưởng nhóm nhạc The Boys gây tiếng vang tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên tâm làm nghệ thuật để hết mình đem lời ca tiếng hát với khán giả. Năm 2018, Huỳnh Anh lọt vào top 3 giọng ca trẻ triển vọng Vũng Tàu và top 5 ban nhạc được yêu thích nhất năm 2017. Trước ánh đèn sân khấu, Huỳnh Anh mang tia nắng ấm vào lòng người hâm mộ, nhưng khi đêm về, anh chàng đơn côi một mình trên đường đời. Anh cần lắm một bờ vai nhỏ nhoi ôm anh khi đông về và cùng anh vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống. Câu châm ngôn mà Huỳnh Anh tâm huyết là: người quan tâm đến tôi sẽ quan tâm lại gấp bội. Vì thế, chỉ cần cho anh một tia nắng, anh sẽ cùng người tạo ra mùa xuân. Các bạn nữ tham gia chương trình ngày hôm nay ơi, một cách án không làm nên mùa xuân, nhưng một bình Huỳnh Anh sẽ khiến bạn thành đàn xuân hạnh phúc nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu trái tim chàng xoáy ca này nha. Thưa quý vị, không chần chờ gì nữa, hãy cùng chào đón chàng ca sĩ đa tài cũng là nam chính ngày hôm nay, Huỳnh Anh. Anh hỏi thật nha, thường á, ca sĩ mà đi hát á, mình rất là dễ để có thể có một cái cảm xúc nào đó với những người yêu mến mình à. Thì trong rất nhiều những người yêu mến của mình, chẳng lẽ không có ai yêu mình hay là không có ai tỏ tình với mình hay sao để giờ mình vẫn còn độc thân một mình vậy? Dạ, nói chung chuyện tình cảm thì mình khó nói lắm anh à. Nói chung là có thể là mình chưa tìm được một nửa nào phù hợp cho mình à. Thì dạ, cho nên là hôm nay em đến đây cũng có thể là trong cái hoàn cảnh đó để em có thể tìm một nửa của mình. Nghĩa là trước giờ em có đi tìm không? Hay là trước giờ là mình cứ chờ tình yêu đến với mình? Cái công việc của em đi diễn thì rất là nhiều nơi. Nói chung là mình cũng không có đổ lỗi cho công việc nữa. Nhưng mà chắc là do một phần nào đó mình đi đây đi đó, cho nên là mình cũng không có thời gian nhiều để mình quan tâm cái tình cảm của mình. Ngày hôm nay hy vọng là em đã sẵn sàng để có thể bắt đầu một mối quan hệ và nghiêm túc với nó. Thưa quý vị, Huỳnh Anh hôm nay không đến đây một mình. Chúng ta cùng xem hội đồng người thân của Huỳnh Anh là ai. Chào đón hội đồng người thân của ca sĩ Huỳnh Anh. Thưa quý vị, hội đồng người thân của Huỳnh Anh cũng làm chúng ta cảm thấy rất là bất ngờ khi có sự xuất hiện của Happy Bully. Em là như thế nào với Huỳnh Anh? Dạ, em là em gái của anh Quỳnh Anh. Em gái? Dạ. Là em trong gia đình hay là...? Em với Quỳnh Anh là chơi nhau là 5 năm. 5 năm rồi? Dạ. Cũng là một tình bạn mà có thể nói rằng là có thể tư vấn trong tình yêu được, đúng không? Dạ.
Còn vị này, dạ xin mời giới thiệu về mình ạ. Lời đầu tiên xin chào MC và bốn gia đình tham gia tương lai và chào quý vị khán giả. Tôi tên là Dương Thị Tú, năm nay 54 tuổi, là mẹ của con trai Quỳnh Anh. Dạ, hôm nay rất là hân hạnh được gặp cô tại đây. Cô ơi, nếu mà một người con dâu tương lai với cô là một cô gái như thế nào? Một người thì mình chỉ chọn là người biết lễ phép. Lễ phép. Ngoan hiền và biết chăm lo cho gia đình. Dạ, chỉ có nhiều đó thôi được phải không cô? Còn chàng trai kế bên, xin mời giới thiệu ạ. Mình tên là Bảo Khang, là mình 29 tuổi và cũng là bạn thân của Quỳnh Anh. Bạn thân bao nhiêu năm rồi? Dạ 5 năm. Cũng 5 năm luôn dạ, hả? Dạ vâng. Thân tới mức độ nào thì gọi là bạn thân ạ? Dạ tại vì hai anh em là cứ là đi diễn chung, ảnh là ca sĩ, em là bên vũ đoàn, thì hai anh em cứ chơi chung nhau rồi trò chuyện và về công việc, cũng như là ảnh đi hát thì em đi nhảy thì em biên đạo. Người múa người hát á phải không? Dạ vâng. Chúc cho gia đình của mình sẽ làm việc thật hiệu quả để có thể giúp cho Huỳnh Anh tìm được một cô gái thật là xứng đáng ngày hôm nay nha. À, cảm ơn. Thưa quý vị, chúng tôi cũng đã sẵn sàng rồi và hy vọng bốn cô gái đang ngồi trên phòng chờ cùng với các bậc phụ huynh đây cũng đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu ngay với vòng 1 của chương trình mang tên Con Tôi Là Số 1. Ở vòng đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng theo dõi bốn vị phụ huynh của nhà gái lần lượt dùng hành động dễ thương để mô tả những đặc điểm nổi bật nhất về bốn người con của mình trên sân khấu. Từ những hành động đó, gia đình chàng trai sẽ đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các bậc phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Sau khi nghe hết bốn lời chia sẻ, gia đình chàng trai sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do tại sao gia đình ấy bị loại. Xin mời gia đình số 1 ạ. Tôi tên Thân Thị Tuyết, năm nay là tôi 55 tuổi. Tôi ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Con gái tôi là Nguyễn Vũ Hảo. Hiện nay cháu đang là học ở trường múa thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cảm ơn mẹ đã đến với chương trình. Đó là cô con gái của gia đình đến từ thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa. Xin mời gia đình số 2 giới thiệu về mình. Dạ, xin mời ạ. Tôi tên Văn Hương, năm nay 65 tuổi. Đến đây cùng với con gái tôi là Ảnh Thư, năm nay nó 21 tuổi. Gia đình tôi đến từ Long Khánh, Đồng Nai. Đồng Nai, dạ, chào đón chú đến với chương trình. Xin mời gia đình số 3 giới thiệu luôn ạ. Xin chào toàn thể, tôi tên là Ngọc Vũ, là cha của đứa bé Nguyễn Ngọc Thì Ngọc Tiên. Và tôi và Ngọc Tiên đến đây để tìm một nửa một mảnh đời cho đứa con tôi. Con tôi năm nay 20 tuổi và hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dễ thương. Xin mời gia đình nhà gái số 4 mình giới thiệu nha. Dạ mời ạ. Dạ tôi tên là Nguyễn Thị Phương Hằng. Tôi năm nay là 55 tuổi. Tôi đến từ Gò Công. Tôi là mẹ của Nhã Vi, 27 tuổi. Đó là lời giới thiệu của bốn gia đình để xem các bậc phụ huynh sẽ thể hiện như thế nào. Dạ xin mời phụ huynh của gia đình số 1 hành động dễ thương dành cho con gái mình ạ. Dạ xin mời mẹ. Cố lên mẹ ơi. Dẻo ha, mẹ dẻo ha. Dạ. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Nhà trai có đoán được hành động này mô tả điều gì không ạ? Dạ, học bên trường múa. Học trường múa. Dạ. Còn lại mẹ nhà trai. Mẹ đang diễn viên. Cháu là diễn viên hả múa. Mẹ hả? Vâng. Rất là dễ thương và rất là dễ đoán, tại vì với những động tác dẻo như vậy và có lẽ em cũng thừa hưởng từ mẹ. Mẹ mặc dù mẹ diễn tả thì cũng rất là dẻo, đúng không? Ngay bây giờ, mẹ sẽ giới thiệu về con gái của mình bằng những điều mẹ tự hào nhất và những kỷ niệm mẹ nhớ nhất về con gái của mình để cho tất cả mọi người thấy con gái mẹ là số 1. Dạ xin mời mẹ. Con ở nhà là cháu cũng hiền lắm. Dạ. Nhưng mà sau khi cháu lớn là cháu vô thành phố Hồ Chí Minh cháu làm á. Cố lên nè. Cháu thì ba cháu mất từ lúc nhỏ rồi, cho nên cháu vô đây cháu làm xe mẹ. Cho nên là lần đầu tiên đó là cháu nó nói là mẹ vô dự cái buổi thông gia xong đấu này thì mình cũng vui lắm. Thôi mình cũng chồng cho cháu ở vô trong đây, cháu học thành công, sau này cháu kiếm một tấm chồng hiền lành biết thương cháu, đó là mẹ mừng lắm.
hồi san sẻ với cô điều đó nha. Không sao hết á, Hiếu tin rằng á là ông trời không có lấy đi của ai tất cả. Nhà trai có muốn hỏi gì thêm với cô con gái của nhà bên đó không ạ? Cháu học ở trường múa là được mấy năm rồi chị? Cháu học được năm ngoái rồi, cháu vô học năm ngoái. Rồi năm nay là tiếp năm thứ hai. Năm hai, vậy là cháu học mấy năm thì mới ra trường? Cháu học 4 năm. Thì nguyện vọng cháu là học sau này, cháu học xong rồi cháu về Nha Trang, cháu mở trường múa, cháu dạy luôn. Nguyện vọng là mở trường múa? Ví dụ như cháu lấy chồng thì cháu phải theo ở trong này chứ? Thì cái đó là cái duyên thôi. Nếu mà gặp ở đâu thì ở đó thôi. Con gái mà, lấy chồng phải theo chồng chứ, đúng không? Dạ. Thưa quý vị, đó chính là gia đình nhà gái đầu tiên. Ngay bây giờ chúng ta cùng xem là hành động dễ thương của gia đình số 2 sẽ diễn tả về con gái của mình như thế nào. Dạ, xin mời ba ạ. Dạ, cảm ơn ba nhiều. Mình đoán thì chắc là cháu học về môn vẽ, về cái nghệ thuật vẽ và họa sĩ gì đó. Tại vì thấy vẽ này gì đó thì mình đoán là vậy. Nhưng mà Hiếu lại có một suy nghĩ khác. Hiếu thấy cái hành động này giống như là một cái thao tác của một vận động viên cử tạ vậy đó. Không biết phải không? Tại Hiếu thấy giống như vậy. Tại vì cái hành động mà cuối cùng này thì nó giống như là của một vận động viên. Tại vì Hiếu có những bạn mà bên cử tạ thì các bạn cũng hay có những hành động đeo cái găng tay. Không biết là có phải hay không. Ngay bây giờ mời chú, những điều nào về con gái của chú làm chú tự hào? Con gái tôi hiện nay là nó đang học cái thiết kế được thời trang. Thiết kế thời trang là nó chuẩn bị ra trường rồi, coi như là năm nay nó ra trường á. Dạ. Tại vì nó muốn mà tạo cho đời có một cái vẻ đẹp nó tiên tiến theo cái xu hướng của thế giới mà. Dạ. Hiền mà rất là chu đáo, nó biết lo lắng quán xuyến được gia đình, coi như nội trợ cũng giỏi, rồi chăm sóc cho cha mẹ này kia nọ. Giờ nó muốn là tạo cho đời một vẻ đẹp, nên là cố gắng học làm sao nó tạo được những cái mẫu đồ rất là đẹp. Còn tôi là số 1. Dạ. Đơn giản, ngắn gọn, xúc tích. Vậy là đúng là thiết kế thời trang rồi. Chúc mừng gia đình nhà trai đã đoán không có sai, không trượt phát nào hết. Mẹ con thích cái gia đình này rồi đó nha mẹ. Thì cứ để đi, tại vì mình còn hai gia đình nữa mà. Nhưng mà mẹ thấy như thế nào về một nàng dâu mà biết thiết kế thời trang rồi trang phục? Nói chung thì cũng ok. Cháu cũng biết chăm lo gia đình, mình thấy cũng được. Nhưng mà đây là theo lời giới thiệu thôi, mình thì cũng chưa biết là như thế nào. Cháu ra trường được bao lâu rồi anh? Năm nay là nó ra trường đó. Còn năm nữa. Nhưng mà dạ, nó là hiện tại á, nó còn học nhưng mà nó thiết kế những mẫu tương đối là khá rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem hành động dễ thương của gia đình số 3 diễn tả về con gái của mình là như thế nào. Dạ, xin mời ạ. Tạo dáng. Cảm ơn ba rất là nhiều. Quá dễ đoán, phải không mẹ? Chắc là cháu làm bên vũ đoàn gì đó. Có thể em vừa là người mẫu, em cũng nhảy vũ đoàn, đặc biệt là nhảy đó, hiện đại. Tại vì đó, giống như là ba đứng nhảy đó. Thì mình đoán là nhớ. Mẹ thích một nàng dâu năng động không? Năng động thì cũng là con gái năng động cũng dễ thương mà. Chứ đâu có gì đâu. Ở đâu ra bà mẹ chồng hiện đại vậy không biết nữa. Cảm ơn rất là nhiều. Ngay bây giờ để xem là nhà trai có đoán đúng công việc của cô con gái nhà bên kia hay không. Xin mời ba sẽ tự hào giới thiệu về con gái của mình, đặc biệt là cái hành động vừa rồi diễn tả điều gì về con của mình. Mời ba. Tôi xin đại diện cho con gái tôi là Ngọc Tiên. Thì hiện thời giờ con gái tôi là đang là chụp mẫu cho shop thời trang. Và công việc thứ hai nó là một vũ công đăng xiên. Yeah, quá đã. Điều gì ở con gái mình khiến mình tự hào thưa ba? Là con gái tôi rất là tự hào và tính tình thì rất là nhút nhát, ít nói nhưng mà rất là hòa đồng và vui vẻ. Có lẽ là Hiếu cũng hỏi rõ giùm gia đình nhà trai là chỉ có hai cha con thôi là sao ạ? Dạ, có hai cha con thôi.
Gặp mẹ của em đâu ạ? Là tại vì người mẹ cũng đã chia tay và ra đi lâu rồi. À, lâu chưa hả chú? Có coi như là đã có một bến đỗ mới rồi. Và chia tay nay cũng được 13 năm rồi. Dạ. Xin chia sẻ với chú và Hiếu tin chắc rằng là khi mà chú với em chỉ còn hai cha con thôi á, thì bình thường á, ví dụ tình cảm gia đình là 100 đi, nó nhân lên 1000, phải không? Quan tâm, lo lắng, dễ thương lắm. Thôi thì bây giờ chúng ta cùng làm quen để xem hành động dễ thương mà gia đình số 4 diễn tả con gái mình là như thế nào. Xin mời mẹ. Cảm ơn mẹ. Trước sau thì mình đoán là như là cháu làm về cái nghề xăm với hả? Phun yeah. xăm với đúng đoán không là về nghề yeah. xăm hả mẹ? Đó, sao mẹ hay vậy? Tại con thấy giống như cầm cái máy đi tại vì con thấy đâu xăm là con thấy cũng xăm xôi kỹ lắm mà. Còn cái gì nè, giống như hồi xưa con học hay chép bùa á. Con chuyên gia chép dễ thương. Thưa quý vị, ngay bây giờ để xem gia đình số 4. Thưa mẹ, con gái của mẹ có phải là ca sĩ không? Có phải là thợ sắm không? Và điều gì ở con gái của mẹ khiến mẹ tự hào? Mời mẹ giới thiệu về con gái mình. Con gái của tôi là ca sĩ. Thêm một điều nữa là con gái tôi nó rất là yêu nghệ thuật. Ngoài cái ca hát ra thì con gái của tôi còn có một cái nghề là sắm nghệ thuật. À, đúng luôn. Chúc mừng mẹ. Mẹ hay quá. Cô bé thì rất là hiền. Mà cô bé thì có một cái tâm hồn rất là ngây thơ, yêu thiên nhiên, yêu những cái nghệ thuật. Thành thử ra cô bé luôn luôn là thích có những cái buổi mà ngày nghỉ cuối tuần thì cô xách máy đi chụp cảnh hoặc là đi chụp những cái ảnh cưới. Nghĩa là em còn biết chụp hình nữa. Quá đa tài. Thành thử ra đa tài á. Dạ, đa tài. Cô bé cũng thích làm việc nhà nữa, nấu ăn cũng rất là ngon luôn. Cô bé hiền dễ thương mà chăm sóc cha mẹ nữa. Tôi rất là tự hào về con tôi. Nhà trai thấy như thế nào? Theo như lời của chị thì cháu cũng lanh lẹ mà cũng đa tài. Nghe là thấy hợp hả mẹ? Tài. Nghe thấy là cũng ok. Ok. Mẹ, thấy con thấy mẹ ok hơi nhiều rồi đó. Bốn cô con gái rất là dễ thương và đáng yêu. Nhà trai sẽ có thời gian hội ý để đưa ra quyết định phải dừng cuộc chơi với một gia đình. Thời gian hội ý dành cho nhà trai bắt đầu. Thời gian hội ý dành cho gia đình nhà trai đã hết. Gia đình mà quý vị rất tiếc phải dừng cuộc chơi tại đây là gia đình số mấy? Gia đình xin dừng cuộc chơi với gia đình. Gia đình số 3 ạ. Thưa mẹ, lý do có phải là do nhà em đơn chiếc hay như thế nào ạ? Gia đình như bé gái á, cái thứ nhất là đơn chiếc. Rồi cháu thì cũng con gái nhút nhát. Mà cái công việc của cháu thì nhiều khi hai đứa nó không có thể nào mà nó chia sẻ được. Nếu mà
đi mà hai đứa cùng đi á thì không có ai mà để chăm sóc gia đình. Với lại cái nghề mà bên vũ đạo thì em thấy là chắc là cũng phải bên vũ đoàn thì chắc đi nhiều. Với lại nhà bên đó thì có hai bố con à, cái tình cảm thì cũng không có ấy, cho nên là khó san sẻ cho với lại gia đình. Cho nên là cho xin lỗi anh ha, anh cũng đừng buồn. Dạ ba ơi, ba nghĩ sao khi mà gia đình nhà trai dừng cuộc chơi với gia đình của mình? Không thì trước khi mình vô mình đã gặp được bên đàn trai và gặp cậu Quỳnh Anh thì mình cũng đã biết rằng là số phận con mình sẽ không có thể nào sánh duyên cùng với chàng trai này. Sao vậy ba? Tại vì thì mình nghĩ rằng con gái mình thì nó cũng còn quá nhỏ và cái sự mà chăm lo hoặc là để mà chăm sóc hoặc là hiểu về một người đàn ông như vậy thì chắc nó cũng chưa đủ để mà khả năng như vậy. Nhưng mà mình cũng là muốn là để tìm cho con mình nó bến đổ, nhưng mà mình biết rằng là cại nó thì nếu mà được thì được, không được thì thôi. Rất là tiếc với quyết định của nhà trai. Bây giờ chúng ta cùng xem là khi cô con gái cưng của gia đình số 3 xuất hiện tại đây, nhà trai có hối tiếc hay không. Mời cô con gái cưng của gia đình số 3. Em công chúa ở nước nào? Em cũng không biết nữa. Em không biết nữa. Em nghĩ như thế nào về quyết định của nhà trai đã dừng cuộc chơi với mình chỉ vì gia đình mình đơn chiếc và mình hơi nhút nhát một chút xíu? Hơi tổn thương một chút mà. Hơi tổn thương. Dạ. Sao nói anh Hiếu nghe, anh Hiếu san sẻ cho. Chắc là do em còn quá nhỏ. Việc mà gia đình mình không có còn được đủ đầy á thì nó có làm cho em cảm thấy tổn thương và mình có bị hạn chế trong việc mình tiếp xúc ngoài xã hội và cả việc học hành không? Dạ có. Hồi bé thì em bị tổn thương về tình cảm gia đình nhiều quá anh. Nhưng mà cái đó cũng là một động lực để em mạnh mẽ hơn. Em muốn nói lời gì với Nam Chính không? Dạ em thấy Nam Chính rất là đẹp trai. Lúc cười nào không có ngại nha, lúc cười nào không có nhút nhát chút nào luôn. Dạ, thấy anh cũng ít nói dễ thương. Mà chắc là em và anh chưa có duyên, bản thân em còn nhỏ nữa. Nên em và anh không có đến được với nhau. À nhớ rồi, nãy giờ đang nhớ xem là cái hình ảnh này tôi thấy ở đâu rồi. Thì ra là giống Tiểu Long Nữ. Đúng rồi. Gia đình nhà trai có tiếc hay không với một cô con dâu tương lai như thế này? Em sẽ có quyền giữ cô gái này lại bằng cách thuyết phục gia đình của mình đổi ý. Thì hãy cho anh biết ngay lúc này em có quyết định muốn giữ cô gái này lại hay không? Dạ thật sự thì em thấy rất là tiếc. Thật ra thì anh chưa thấy mặt em, cho nên là bây giờ em bị lộ thì anh thấy rất là tiếc tại vì em quá xinh. Quan trọng là mẹ em có đổi ý hay không thôi. Nói chung là bé thì rất là xinh, dễ thương. Mà cô thấy thì bé cũng còn hơi nhỏ. Thôi thì đây dù sao cũng là cuộc chơi. Thì thôi cô xin lỗi ha. Ví dụ như hai đứa bây giờ không có cái duyên với nhau thì cũng có thể làm bạn. Rất tiếc mẹ của Huỳnh Anh không đồng ý. Thưa quý vị, như vậy rất tiếc là mẹ của Huỳnh Anh đã không đồng ý. Bây giờ mời ba xuống sân khấu ạ. Chúc mừng ba có một cô con gái rất là xinh đẹp luôn và làm cho khán phòng ngày hôm nay bùng nổ cảm xúc. Và ba yên tâm đây, Hiếu tin chắc rằng là con gái của ba sẽ đắt hàng như tôm tươi. Thật sự luôn, cho nên là lúc đó là mình chỉ cần tìm một người nào đó phù hợp, đặc biệt là cảm thông cho gia đình của mình để có thể xây dựng hạnh phúc mà thôi. Chúc cho ba và con trong thời gian tới sẽ gặp nhiều điều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Một tràng vỗ tay gửi lời chào đến gia đình dễ thương ạ. Cảm ơn ba rất nhiều, cảm ơn em.
đình nhà trai đã kiên quyết với lựa chọn của mình dừng cuộc chơi với gia đình số 3. Một gia đình có con gái rất là xinh đẹp. Và chúng ta còn lại 3 gia đình, số 1, số 2 và số 4 cùng nhau đến với vòng 2 mang tên Trái Tim Chân Thành. Ở vòng 2 này, 3 cô gái sẽ lần lượt xuất hiện dưới sân khấu và có 3 phút để chinh phục trái tim chàng trai. Sau 3 phút, các vị phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ con mình, đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Sau vòng này, gia đình chàng trai sẽ loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Ngay bây giờ, cùng gặp gỡ với cô con gái cưng của gia đình số 1. Hồi hộp không? Dạ có. Hồi hộp như thế nào? Dạ ở trong kia em cũng thấy anh đam chính ở ngoài đây thì em thấy anh đẹp trai, em bị hồi hộp. À, nghĩa là mỗi lần em thấy ai đẹp trai là em cũng hồi hộp. Dạ. Đứng gần anh em có hồi hộp không? Dạ không. Dạ không. Này hơi bị đơ nè, này nè. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với Huỳnh Anh, mời bạn xuống vị trí này. Hai em sẽ có 2 phút, nhớ tận dụng 2 phút này, hãy làm tất cả mọi thứ và muốn gửi gắm điều gì đó thì cứ gửi. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Dạ thì em tới đây thì em cũng muốn gửi gắm tấm lòng tới anh. Nhưng em không biết thể hiện như thế nào thì em sẽ thể hiện nó qua bằng một ca khúc Kiên Giang Mình Đẹp Lắm. Em cũng mong anh và gia đình sẽ lắng nghe ạ. Rất là dễ thương, giọng hát rất là ngọt ngào. Mà mình hát bài Kiên Giang mà quê mình đâu hả cưng? Dạ quê em ở Nha Trang ạ. Ờ dễ thương quá ha. Không sao, vẫn có điểm chung là mình cùng ở biển, đúng không? Kiên Giang cũng có biển, Nha Trang cũng có biển. Và cô gái này, con gái cưng của gia đình số 1 đã tận dụng thời gian để hát một ca khúc rất là dễ thương. Và có lẽ điều này cũng khá là mạo hiểm, tại vì chàng trai này cũng là ca sĩ. Bây giờ anh sẽ cho em cơ hội nói một câu nữa với gia đình nhà trai. Em sẽ nói câu gì? Dạ, cho con gửi tới cô và anh chị bên đó. Nếu như mà con về chung với anh Huỳnh Anh, không biết là bên nhà của cô có đồng ý để cho con với anh Huỳnh Anh được đi hát chung mỗi ngày không ạ? Còn một phút còn lại, mẹ sẽ là người tận dụng một phút này để mẹ trải lòng mình chia sẻ với nhà trai. Mẹ nha, để thuyết phục thêm nhà trai giữ con gái mình lại. Một phút dành cho mẹ, bắt đầu. Tôi thì cũng không có giàu sang gì hết. Nếu mà bên nhà trai đồng ý thì thôi cho cháu nó, hai đứa nó tìm hiểu nhau. Nếu đến được thì cái duyên, mà không đến được thì cũng cái duyên thôi. Nếu mà hai cháu mà nếu mà nó tìm hiểu nhau mà được thì tôi cũng, nếu mà tôi cho cháu nó theo chồng luôn, theo chồng luôn. Cũng gửi chị, có cái gì thì chị bày biểu cháu.
Đó, cháu nó cũng khờ khạo thì cũng nhờ bên mẹ chồng dạy bảo. Cảm ơn mẹ của gia đình số 1 rất là nhiều. Và anh chúc mừng em, ít nhiều gì mình cũng tạo ấn tượng. Và quan trọng là ngày hôm nay em số hưởng hay sao á, hai cô gái xuất hiện thì đều có cái dáng người nó phù hợp với em. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Đó là cái điều may mắn. Và rất mong là mình sẽ có cơ hội để vào vòng trong. Cho nói với nam chính một câu. Em ngạo không biết nói gì. Nhưng mà em cũng mong là sẽ có được một cơ hội để đến bên anh à. Đến bên anh. Cảm ơn em rất nhiều. Hẹn gặp lại em. Đó là cô con gái của gia đình số 1. Ngày hôm nay, quả thật, rất là nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi chúng ta. Hãy nhanh chóng đến với cô con gái của gia đình số 2. Dung nhan cô ấy ra sao? Mời cô con gái của gia đình số 2. Hai phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Chào anh. Anh hình anh à, như anh có nhớ em không, là cách đây một năm trước em cũng có gặp anh rồi. Em gặp anh ở đâu? Đi show chung với anh. Vậy hả? Nhưng mà em cũng đây lần đầu tiên đến với chương trình á, cũng ít khi cũng ngại ngùng, ít khi thể hiện tình cảm mình trước nó đông người. Em cũng có tặng một ca khúc cho anh và gia đình với mọi người ạ. Nữa với gia đình nhà trai, nói câu gì nữa với mẹ nhà trai nè. Lời bài hát của con thì cũng như là gửi đến gia đình là cho phép con với anh Huỳnh Anh có thể đến được với nhau. Yeah. Rất là dễ thương, rất là đáng yêu và cũng khéo léo nhắc lại cái cơ duyên để gặp nhau cách đây một năm. Lúc em là vũ công. Dạ, cũng đi làm thêm. Hôm nay thật sự em rất là đẹp. Là năm trước còn thấy đẹp hả chú? Dạ, năm trước cũng đẹp mà bây giờ đẹp hơn ạ. Em nhận không ra đúng không? Dạ, không nhận ra. Rất là bất ngờ với cơ duyên này. Rất xinh. Hồi nãy đi lên trên đó quay một vòng là tôi nghi có cái điều gì xảy ra rồi. Hôm nay đẹp, nhảy cũng đẹp nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Rất là tuyệt vời. Quan trọng á, cái sự hợp nhau giữa hai bạn cùng làm nghệ thuật á, chỉ cần bên đây nhảy là bên đây nhảy theo được liền. Cái quan trọng là phải đúng gu với nhau và có cái thẩm mỹ như nhau thì dễ dàng hòa hợp hơn, đó là cái tín hiệu tích cực. Ngay bây giờ, xin mời ba của gia đình số 2, ba cũng sẽ có một phút để gửi thêm những lời chân thành cho gia đình nhà trai. Một phút dành cho ba, bắt đầu. Con gái tôi là nó rất là nó học thiết kế. Nếu mà về nói về chăm lo gia đình, về khẩu vị gia đình thì có chị có thể là công việc như thế nào, chị chỉ nó một lần là nó sẽ hiểu ngay. Tại nhà tôi đã dạy chỉ dẫn nó đầy đủ hết rồi. Đó. Nhưng mà nó vẫn còn nhỏ, nếu mà có những cái gì thì chị chỉ thêm, chỉ bảo nó thêm cái đỉnh như là con gái ruột của mình thì tôi cũng xin cảm ơn chị. Cảm ơn ba rất là nhiều. Hy vọng là những tâm tư tình cảm mà ba của gia đình nhà gái đã chia sẻ cho gia đình nhà trai sẽ giúp cho gia đình nhà trai hiểu hơn và mình có tác động tích cực đến quyết định mẹ ha. Cảm ơn em, chúc em gặp nhiều may mắn và hẹn gặp em trong vòng sau nếu có thể.
Dạ. Mời em vào trong, một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thưa quý vị, vẫn còn một cô con gái của gia đình số 4 chưa xuất hiện. Để xem cô ấy là một cô gái như thế nào, hãy cùng chào đón cô con gái cưng của gia đình số 4. Anh thấy em quen lắm, hình như là em bên đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời đúng không? Dạ đúng rồi, em là cựu thành viên của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Chắc chắn đang có điều gì đó bất ngờ và hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta đây. Vậy thì anh sẽ nhường cho em 2 phút để em muốn làm gì làm. Dạ. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Các bạn kia thì có tài nhảy, có tài hát. Em thì em cũng biết hát Lô Tô, nhưng mà là hôm nay em muốn làm một cái tài năng khác. Nhà gia đình nào cũng có bếp lửa, và để tình yêu nó nồng cháy hơn là cần phải có lửa. Vì thế hôm nay em đến đây, em xin gửi anh và cũng như là ba mẹ và các cô chú ở đây một tiết mục, đó là múa lửa. Được khẳng định lại với quý vị luôn, đây là màn biểu diễn của những diễn viên múa lửa chuyên nghiệp, và chúng ta không nên thử ở nhà. Tại vì sao em lại mang tiết mục này để chinh phục nam chính ngày hôm nay? Dạ thì giống khi nãy em nói là mỗi nhà đều có bếp lửa, và em cái nghề của em thì em thấy là mọi người đều những cái tài hát hay là nhảy thì nó quá bình thường, cho nên hôm nay là em muốn đem một cái gì đó mới mẻ hơn mang đến cho chàng bạn trai này. Thí dụ quen em đi chăng nữa hay là ai đi chăng nữa thì tình yêu của bạn dành cho đối phương lúc nào cũng hừng hực như ngọn lửa mà em mang tới vậy đó.
Điều gì làm cho em tự tin và bản lĩnh để xuất hiện tại sân khấu dành cho tình yêu đôi lứa này, để mong muốn tìm kiếm tình yêu của mình? Lúc đầu thì em nghĩ đây là một chương trình dành cho những bạn nam và những bạn nữ. Nhưng đối với cái ngoại hình của em cũng như là giới tính của em thì cũng hơi tế nhị chút xíu. Nhưng em không có buồn gì điều đó. Mình nghĩ thì trên cuộc sống này thì ai cũng cần được yêu thương, và chính như vậy em cũng cần được yêu thương, cho nên em đến với chương trình này. Ai sinh ra trong cuộc đời này cũng có quyền yêu và được yêu hết, bất kể chúng ta là giới tính gì. Chào đón em đến với Thông Gia Song Đấu với một màn biểu diễn tài năng. Tôi tin rằng không phải ai cũng có thể làm được, mà phải cần có sự khổ luyện, đam mê, yêu thích và dấn thân nữa. Với cái hoàn cảnh đặc biệt của mình là một cái giới tính như vậy, thì em có muốn nói điều gì với mẹ nhà trai không? Rất mong là bên họ nhà trai sẽ chấp nhận con, để con tìm được một nửa của con là anh đây. Ngay bây giờ mẹ ơi, mẹ phải vào cuộc rồi. Hãy giúp cô con gái cưng tài năng của mình nói thêm những lời chân thành nhất. Dạ thì thưa bên đàn trai, tôi hy vọng rằng là chị sẽ có một cái nhìn thoáng hơn và hiểu được cái tình cảm của đôi lứa trẻ hiện nay. Nếu mà được mà sự đồng ý của bên nhà trai chấp nhận thì đó là một cái niềm hãnh diện của tôi rất là nhiều luôn. Tôi mong rằng chị sẽ mở lòng ra để mà đón nhận con gái của tôi. Cảm ơn rất nhiều, một tràng vỗ tay ạ. LGBT hiện nay đã phổ biến, bằng tài năng của mình, bằng học thức của mình, bằng vẻ ngoài của mình ngày càng hoàn thiện hơn, đặc biệt là bằng chính niềm đam mê và khẳng định bản thân của mình. Chúc cho em sẽ có nhiều sự may mắn và có thể có mặt ở vòng trong. Một tràng vỗ tay thật lớn cho Nhã Vi ạ. Thời gian hội ý dành cho nhà trai bắt đầu. Thời gian hội ý đã hết. Thưa quý vị, khá hồi hộp và căng thẳng. Liệu rằng quyết định của nhà trai như thế nào? Ngay bây giờ, mời mẹ nhà trai đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với gia đình tiếp theo là gia đình số mấy? Đó là gia đình. Gia đình số 1 ạ. Số 1 ạ. Hoàn toàn bất ngờ. Tại vì sao thưa mẹ? Tại vì lúc đầu thì cũng nói là bé nhút nhát, nhưng mà khi mà lên tới đây thì mình thấy có vẻ là bé này không hề nhút nhát chút nào. Bé rất là đẹp mà rất là lanh lẹ, thì ra hát cũng rất là hay. Mà bé không có một chút nào gọi là bé nhút nhát hết trơn á, mà bé rất là dạn dĩ. Khi ra đây cái là đưa Quỳnh Anh lên đây rồi nhảy nhót. Dạ thưa mẹ nhà trai, cho Hiếu Bình chút xíu. Mẹ nhà gái hồi nãy có nói là con của mẹ vốn bản tính hiền, chứ không có nói nhút nhát. Khi mà em một mình vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc và học tập thì em lanh hơn, dạn dĩ hơn. Cái điều đó làm mẹ đỡ lo hơn. Tại vì cô thấy bé này tương tác nhưng mà với cái hình thức là rất là dạn dĩ. Có thể là ở ngoài xã hội ai bé cũng có thể bé tương tác được như thế. Thiệt luôn á. Yeah. Em thấy cái nắm tay của cô con gái gia đình số 1 dành cho mình á, nó có phải là một cái nắm tay vội vàng, hời hợt và giống như là ôi chắc nắm quen rồi, rồi nắm mình hay sao? Em nghĩ cái nắm tay này là công việc. Công việc đúng không? Dạ, trước tiên là công việc trước. Ừ. Còn nếu mà tình cảm thì mình sẽ đặt qua một cái hướng khác. Nếu mà như là em không tương tác lại thì bạn đâu có diễn được, khó xử trong mình tình huống đó. Mình làm ca sĩ mình hiểu điều đó mà. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà rất tiếc, mẹ của mình đã đưa ra quyết định. Vậy thì bây giờ, dạ thưa mẹ, gia đình nhà trai dừng cuộc chơi với con gái mình chỉ đơn giản là do con gái mình chủ động nắm tay con trai nhà người ta. Mẹ thấy như sao ạ? Thì nãy giờ mẹ thì nếu mà nhìn thì mẹ không đồng ý thì mình thấy cũng được. Nhưng mà cái chuyện mà nắm tay mà ca hát như vậy
thì theo mình thấy thì cũng là bình thường trên sân khấu thôi. Còn theo như cái cô này nè, cô nói như vậy á là mình thấy là nó quá lắm. Nó quá lắm. Là mình không có bằng lòng. Dạ, mình cũng không đồng ý với cách giải thích này phải không mẹ? Đúng rồi. Dạ. Rất tiếc thưa quý vị. Nhưng chúng tôi vẫn phải tôn trọng quyết định của nhà trai thôi. Vậy thì thôi bây giờ mời cô con gái của gia đình số 1 xuất hiện trở lại sân khấu. Xin mời. Em, ở trong nghe hết trơn. Tức không? Dạ, hơi tức. Hơi tức. Hơi tức, tức cái gì nói cho anh Hiếu nghe. Bởi vì là nếu mà thật sự ai làm ca sĩ hay là làm bên nghệ thuật thì khi lên sân khấu thì mình không còn biết người ta là gì. Đã đứng chung sân khấu thì là bạn diễn của mình, nên là mình phải diễn chung. Em nghĩ như thế nào? Dạ, mẹ ơi, con thấy bạn gái này là gu của con á, cho nên là mẹ cho con cơ hội nha. Con thấy ok á. Dạ, mẹ cho tụi con một cơ hội để chung tìm là hiểu. Mẹ thì lớn, đúng không? Thì mẹ thấy như những cái hành động nó dạng dĩ như vậy thì là mẹ thấy không qua được, để cho con quyết định. Đây là chiều theo lòng con. Sướng thì hưởng. Sướng thì hưởng. Thưa mẹ, như vậy là mẹ đồng ý giữ cô gái này lại theo như thỉnh cầu của con trai mình. Đúng. Cái điều quan trọng ở đây không phải là cái việc nắm tay bao nhiêu người hay nắm tay ai, mà quan trọng là nắm tay người nào đi đến cuối con đường kìa. Thưa quý vị, như vậy là gia đình của nhà trai đã đổi ý qua màn thuyết phục của con trai mình giữ cô gái này lại, đồng nghĩa với việc ngay bây giờ mẹ của nhà trai phải đưa ra một quyết định khó khăn. Tiếp theo, gia đình số 2 và gia đình số 4 mình dừng cuộc chơi với gia đình số mấy để thay thế cho vị trí dừng cuộc chơi này? Bắt buộc ạ. Và cũng nhắc nhở nam chính của chương trình là Huỳnh Anh luôn, chúng ta không còn bất kỳ một quyền để xin xỏ nào nữa. Là bây giờ ấy, là cái người mẹ chọn lại ấy, là số 1, mà bây giờ con giữ lại rồi. Dạ, hai người kia mẹ không biết là ai nữa, bây giờ theo. Dạ không ạ, à, lúc này Huỳnh Anh không được quyền đưa ra quyết định loại, tất cả đều do mẹ. Ngay bây giờ mẹ phải đưa ra quyết định. Một bên là nghiêng về chẳng những cái công việc thuận lợi, mà bên cạnh đó cũng muốn tạo điều kiện cho cộng đồng LGBT để có thể tìm thấy tình yêu nữa. Còn một bên thì quan tâm lo lắng về việc con cháu sau này để nói dòng nói dõi. Đó cũng đều là những cái quan tâm lo lắng thấu đáo thôi. Bây giờ xin mời mẹ nhà trai hãy đưa ra quyết định. Gia đình số 2 và gia đình số 4 mẹ sẽ dừng cuộc chơi với gia đình số mấy? Thì đây chắc em xin lại gia đình. Gia đình số 2. Lý do tại vì sao? Cô giữ lại như vậy. Nhưng mà còn cái quyền chọn lựa là ở con trai cô. Tại vì còn tới hai gia đình lận. Dạ. Mẹ rất là hiện đại luôn. Rất tiếc phải chia tay với gia đình số 2. Bây giờ xin mời cô con gái gia đình số 2 ra sân khấu. Xin mời. Hai nhan sắc này, một nhan sắc đã được giữ lại và một nhan sắc rất tiếc phải dừng cuộc chơi tại đây. Em nghĩ như thế nào về việc gia đình nhà trai đã dừng cuộc chơi với cô gái này rồi, rồi đột ngột đổi ý vì sự thuyết phục của chàng trai ngồi bên kia, cái chàng mà em nhảy tưng bừng hoa lá để chinh phục đó, thuyết phục giữ lại rốt cuộc thì dừng cuộc chơi với mình? Dạ, em nghĩ là nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi ạ. Có tiếc không? Tại vì cơ hội đã đến trong tầm tay của mình tới 90% rồi. Dạ, cũng buồn nhưng mà... Cái duyên gặp nhau một năm trước đó, rồi cái duyên gặp lại nhau sau một năm, mình trưởng thành hơn, mình hoàn thiện hơn, mình xinh đẹp hơn, để rồi bây giờ dừng lại tại đây. Em có điều gì muốn nói với nhà trai? Dạ, con cũng cảm ơn gia đình. Tại loại mình mà cảm ơn không? Dạ. Em có nghĩ là khi mà em giữ cô gái này lại thì gia đình của mình sẽ loại cô gái này hay không? Anh chúc em mau sớm tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Mặc dù hôm nay thì hai đứa không may mắn, nhưng mà sau này thì hai đứa cũng có thể, ví dụ như trên đường đời thì anh làm vũ đoàn thì em có thể là qua hỗ trợ giúp anh về mọi mặt.
để anh em mình còn làm việc với nhau. Anh em bình thường đâu có gì đâu. Anh cảm ơn em đã đến đến ngày hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều. Lời chia sẻ không khác gì bảo rằng người không phù hợp thì dù cho có một năm sau thì cũng không phù hợp. Ba nghĩ sao khi gia đình nhà trai dừng cuộc chơi với cô con gái xinh đẹp của mình ạ? Cũng hơi buồn đó. Nhưng mà cũng không sao, con tôi cũng còn trẻ. Với lại nó cũng còn đang học. Thì dù sao nữa cũng có điều kiện để tới đây nó học xong. Có tay nghề ngon lành, có tiếng tâm. Và trong thời gian này thì cũng có cái điều kiện để cha con gần nhau nhiều hơn. Tôi dạy dỗ nó được nhiều hơn. Để tới đây nó sẽ gặp được một chỗ xứng đáng hơn. Mời chú xuống đây ạ. Dễ thương quá. Hoàn toàn tuyệt vời khi chú có một cô con gái rất là đáng yêu, bản lĩnh tự tin và trưởng thành. Anh tin rằng với nhan sắc này và tài năng của em sẽ ngày càng tỏa sáng hơn nữa. Và dĩ nhiên rồi, đừng lo, ở ngoài kia còn rất nhiều những chàng trai tốt đang chờ đợi mình. Chúc cho em và chú nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, xin chào tạm biệt. Một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Thưa quý vị, lại là một cảm xúc rất là khó tả ngay tại vòng 2 của chương trình Thông Gia Song Đấu. Và chúng ta dĩ nhiên rồi còn hai cô con gái của hai gia đình để cùng đến với vòng quyết định mang tên Thông Gia Song Đấu. Ở vòng này, gia đình của hai cô gái còn lại sẽ đem đến chương trình hai kỷ vật đắt giá nhất để chinh phục gia đình Thông Gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất, khi gia đình của hai cô gái kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục giải thích tại sao con gái của họ xứng đáng được gia đình chàng trai lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính này, gia đình chàng trai sẽ đưa ra quyết định cuối cùng chọn gia đình cô gái nào phù hợp và đạt tiêu chuẩn để trở thành thông gia của mình. Cuối cùng, chàng trai của chúng ta sẽ lên tiếng về cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến ngay với phần rất hấp dẫn của chương trình ngày hôm nay, Thông Gia Song Đấu. Mời món báu vật của gia đình nhà gái số 1. Wow, sờ thử, sờ và đoán. Cứng không? Sờ hết đi. Dài hay ngắn? Dài, em biết cái gì rồi đó. Biết chưa? Đó đó. Bên kia biết chưa? Lại cho sờ liền. Lại cho sờ liền. Dạ, rất là dễ đoán đúng không? Cái gì? Cái hình thù nó quá dễ đoán đưa quý vị và các bạn. Còn với Huỳnh Anh thì sao? Dạ, nó là cái micro. Micro. Để xem đó có phải là cái micro không? Món báu vật gia đình nhà gái số 1 mang đến đó chính là quá là quen thuộc. Rõ ràng một cô nàng đã chinh phục bằng giọng hát thì chiếc micro này chắc chắn ẩn chứa một thông điệp gì đó. Hiếu sẽ mang báu vật này trả lại cho gia đình nhà gái số 1. Thời gian dành cho gia đình mình bắt đầu. Mời cô ạ. Cháu á, cái lúc mà mới sinh ra cháu đầy tháng á, thì lúc đó là nhà có cái dàn máy á, ở cháu mà bò bò là chú cứ cầm cái micro miết thôi. Xong rồi mình mới nói ủa sao con bé này sao mình nó cứ cầm cái micro miết, chắc sau này nó làm ca sĩ đó. Xong rồi sau khi mà đầy một năm sinh nhật đó, bắt đầu cứ thấy kẻ nhà hát thì cháu cứ tới cháu dành cháu cầm cháu hát miết đó. Cho nên bây giờ cháu lớn lên á, tự nhiên là cháu lại thích qua cái múa. Rồi bây giờ mà không ngờ bữa nay tự nhiên nghe cháu nó hát hay dễ sợ luôn. Là mình nghĩ là tại hồi nhỏ là ông trời ông cũng khiến cháu là chắc lớn lên hát ca, cho nên cháu mới cầm cái micro. Cho nên bây giờ là sau này nếu như mà thật sự phía bên trai mà có đồng ý mà thương cháu á, thì cái micro này cũng là cái tiếng nói. Nếu như này cháu mà hai đứa mà thành đôi á, thì cháu nói gì thì em nó sẽ đều nghe hết. Cô nói như vậy đó, con cô là cá như vậy.
Chiếc micro chẳng những để ca hát mà bên cạnh đó còn để lan truyền tiếng nói của mình để được với nhiều người hơn. Quan trọng là nhà gái đã dùng chiếc micro này để nói rằng là sau này nếu mà chàng trai này có nói gì á thì cô gái này cũng nghe. Cho thấy là một sự hạnh phúc đầm ấm của một gia đình mà ở đó vợ và chồng thuận hòa với nhau, luôn tôn trọng ý kiến của nhau, phải không ạ? Thật sự là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng xem món báu vật mà gia đình nhà gái số 4 mang đến chương trình là gì. Xin mời. Hồi nãy cái hình thù thì dễ đoán quá của gia đình nhà gái số 1. Không biết là gia đình nhà trai thấy cái món báu vật này khi đi lướt ngang mình có dự cảm nó là món gì không ạ? Em nhìn giống như có chén chè vậy đó. Chén chè là cái dĩa. Cái dĩa tròn tròn. Cái dĩa chè. Không, cái dĩa mà có đề. Cái dĩa chén chè là cái gì em hả? Em nghĩ là chị này thích ăn giống em mà ăn bí quyết là ăn không mập. Đó. Cái báu vật là thuốc giảm cân hay như thế nào đó. Cưng vui quá nè. Còn chàng trai bạn của Huỳnh Anh thì sao? Em nghĩ đó là một cái giống như là cái đồ có trà đâm tiêu đó vậy đó anh. Để xem Huỳnh Anh, em có quyền diễn tả cho mọi người cùng biết. Hồi xưa em không nhận ra luôn á. Không nhận ra luôn. Cái dĩa. Cái dĩa là nhìn dễ thấy rồi đó. Trên đó có cái dĩa chắc chắn. Nó giống như củ tỏi vậy á. Giống như củ tỏi hả? Đúng rồi. Wow. Đây, cho bên đây sờ thử. Thử coi. Cái gì? Bên kia nữa cho các bạn cùng thử luôn. Sờ thôi, đừng lấy của người ta nha. Để xem. Đây là gì? Vừa cứng, vừa có những cái khối khác nhau. Đó là than, thưa quý vị. Wow, khá là đặc biệt. Hiếu xin gửi món báu vật này về khổ chủ để xem ẩn chứa thông điệp gì. Tôi muốn tặng cho nhà trai cái báu vật như thế này là cái ý nghĩa khi con tôi múa lửa là đem những cái lửa tình yêu, những cái lửa để mà đem lại cho một cái gia đình thật là ấm áp. Thì dù cho lửa có tắt đi thì vẫn còn than. Mong rằng đàn trai sẽ nhận cái tấm chân tình đó. Phát huy thế mạnh của cô con gái nhà mình đó chính là chinh phục bằng cách tài năng. Nó còn ẩn chứa cái thông điệp lớn hơn, đó chính là vấn đề về vai trò giữ lửa trong gia đình của một người phụ nữ. Mời hai gia đình nhà gái hãy cùng đối chất với nhau để thuyết phục gia đình nhà trai rằng vì sao nên lựa chọn con gái của tôi mà không nên lựa chọn con gái của gia đình còn lại. Và chúng ta đừng nên lựa chọn con gái của gia đình còn lại vì những lý do gì. Xin mời màn đối chất thông gia song đấu bắt đầu. Là nếu sau này á, mà bên họ đàn trai mà đồng ý con gái tôi á, thì con gái tôi á, nó sẽ sinh sản cho bên họ đàn trai nhiều đứa con dễ thương, mặc dù trai hay gái. Rồi hai đứa nó cùng là ca sĩ, nó sẽ đi với nhau đó, múa hát với nhau. Con tôi nó sẽ đem lợi ích cho bên phía họ đàn trai. Còn nếu bên kia mà họ nếu mà bên kia mà có đến với lại bên họ đàn trai á, thì họ cũng không có sinh sản gì được cho bên họ trăm đứa con nào hết. Nhưng mà chị ơi, tôi nghĩ rằng á, cái thời đại bây giờ á, thì nếu mà mình không sanh đẻ được á, thì mình có thể sinh con nuôi. Thì cái chuyện đó nó cũng rất là bình thường trong cái đời sống. Nhà trai đã nói rồi như vậy đó. Thì tôi nghĩ rằng là đó không phải là vấn đề lớn đâu chị ạ. Không, mà theo tôi thấy á, dù sao á, mà con mình nó đẻ ra á, nó cũng được tốt hơn. Con nuôi á, cái lúc mà con nó có hiếu không nói gì, mà thường xuyên là con nuôi á, là mình nuôi xong rồi nó cũng không có tốt gì với mình, cho nên nhưng tôi thích là con biết nuôi được cái tương lai là chị. Con đẻ mình đừng có những cái thành kiến mà gọi là con nuôi với con ruột ở đây, mà mình phải có một cái giáo dục, có một cái gia đình giáo dục thật là tốt, mình thương yêu với nhau. Như tôi quan nói trọng nè, là cái tình cảm dành cho ví nhau. Ví dụ như à, bây giờ mình con á, mà con mình có con ruột mà nó có hỗn nghịch hơn như thế nào, nó có phá như thế nào, cũng là con mình đẻ ra mình vẫn chăm lo được.
dù sao con đẻ nó vẫn hơn con nuôi. Con đẻ nó vẫn hơn con nuôi. Mà con nuôi á, mà khi mà nó lễ phép nó với mình thì đó là cái hên. Còn con nuôi là phần nào á, khi mình có của có cải thì nó thương mình. Khi mà mình không còn gì là con nuôi nó sẽ bỏ mình hết. Nếu mà nói theo lý đó của chị á, thì những cái gia đình hiếm muộn thì như thế nào ạ? Những gia đình hiếm muộn á, thì người ta cũng phải đi sinh con nuôi. Nhưng mà cái đó là cái hên của người ta không thôi. Mình có một cái sự nề nếp, mình có một cái nề nếp mà ý thức á, thì là dù cho đứa con nuôi đi chăng nữa thì nó vẫn tốt hơn chị ạ. Cái quan niệm như vậy chứ. Cứ còn nếu như tôi á, mà dù mà con tôi á, mà có không sinh được, tôi cũng nhất quyết không có sinh con nuôi. Dù sao cũng con mình là hơn à, chứ còn tôi không sinh con nuôi. Thật sự như là như vậy. Hồi nãy tôi có nghe bên đàn trai có nói chị con gái của chị á, là cái lời nói á, như cô bé này á, là nó rất là nhút nhát. Nhưng mà thực tình khi mà ra biểu diễn thì tôi thấy nó rất là dạn dĩ. Nhưng mà theo đàn trai nói thì chưa chắc gì là con chị sau này nó sẽ có một cái tính gọi là nó hiền lành. Nhưng mà như chị nói như vậy đâu. Con chị á, thì nói chung xã hội này á, cũng không có ai nói, cũng không có ai phê phán gì hết. Nhưng mà con chị á, suốt đời cứ đi múa lửa như vậy thì làm sao mà về bảo bản không quản à, con được tôi rất là nhiều nghề chị. Đó là tài sản đó chị, đó là một cái tâm hồn yêu nghệ thuật chị à. Con tôi á, gia đình tôi á, là có ruộng đất nè. Ngoài ra đó là tôi cũng đã chuẩn bị cho bên đàn trai. Nếu mà thực sự bên đàn trai đến với lại con gái của tôi, chấp nhận con gái của tôi, thì tôi sẽ tạo điều kiện mở những cái cửa hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh này. Những cửa hàng chụp ảnh, hoặc là bán shop quần áo, hoặc là mở một cái tiệm xăm nghệ thuật. Có nghĩa là tôi đã chuẩn bị hết. Mà hơn nữa con tôi nấu ăn rất là ngon luôn, mà nó chăm sóc gia đình rất là ok luôn. Thì tôi rất là tin về điều đó. Không phải là một đứa con gái nào mà có được những cái hoàn mỹ giống như con gái của tôi. Bây giờ chị có nói nhà chị có đất hay là có như thế nào, chị có thì tôi cũng có. Nhưng mà tôi là con tôi thì tôi thấy nếu gia đình nào mà họ mà để ghẻ con thì họ cũng phải có một đứa cháu nội đức tôn. Chị là như vậy là chị có những cái thành kiến gọi là cổ xưa. Như vậy nó không phù hợp với lại cái thời đại hiện nay đâu chị. Tôi rất là đầy đủ điều kiện để mà lo cho bên đàn trai, tạo dựng sự nghiệp cho hai đứa tụi nó có tương lai. Và con cái sau này bây giờ muốn bao nhiêu đứa thì cái chuyện đó là mình muốn trai gái gì là mình đều có được hết trơn á. Cái đó là cái chuyện mà chị có nói của cải tạo dựng thì sau này. Còn sau này khi hai đứa nó lấy nhau rồi á, nếu mà thì bây lúc giờ đó là mình tự không có một cái kế hoạch thôi. Hiện tại ngay bây giờ thì sau này mình cũng không thể nào mà hạnh phúc được hết trơn. Chính vì lẽ đó mà tôi mang đến cho bên đàn trai một cái bếp than như thế này, là một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, là một cái ý nghĩa nó mãi mãi và mãi mãi tình yêu đến với lại con trai của chị. Ngay bây giờ hai cô con gái của gia đình nhà gái, chúng ta có điều gì muốn phản biện với gia đình còn lại hay không? Và Phương Hiếu cũng sẽ cho hai bạn dành một lời nữa để thuyết phục gia đình nhà trai sau khi mình khép lại màn không gian song đấu này. Thì ở Việt Nam cũng có rất là nhiều cặp đồng tính, nhiều cặp LGBT, họ không có con nhưng họ vẫn là nhờ xin giùm được. Và người con đó cũng là của người chồng. Còn nói về mà tài sản thì mẹ con nói rồi. Và nói là con không thể hơn bên kia được thì cái đó con không chấp nhận. Em không chấp nhận vì điều đó. Tại vì không chỉ là múa lửa, em đi hát, em có thể múa lửa. Và em là một người make up, chụp hình, và kèm theo đó là phun xăm nghệ thuật. Và ở nhà em cũng có mở quán ăn vặt, những cái quán ở dưới quê. Nhưng mà nếu như mẹ em nói thì em cũng mừng, nếu mà lấy được anh đây thì mẹ em có thể là mở cho em, có thể là dời lên Sài Gòn để sống. Em sẽ nỗ lực, em sẽ năng động, em làm thật nhiều tiền. Và cũng có thể đó là tiền cũng hồi môn của mẹ em cho. Và em sẽ cho chồng của em sẽ tìm một bạn nào đó để mà thụ tinh nhân tạo và đẻ mướn cho em. Thì em nghĩ nó thật sự đúng là cha mẹ cho của hồi môn. Nhưng mà theo em thấy nếu mà thực sự về với nhau á, của hồi môn nó chỉ là một phần để hai đứa mà gọi là phấn đấu hơn. Nhưng mà tốt nhất á, là nên từ của mình tạo ra thì nó vẫn tốt nhất. Nên là em muốn là em sẽ tự cho anh chứ không lấy tiền của mẹ bao vô. Đó mới gọi là cái hạnh phúc mà em trao đến cho anh thật lòng.
Thì em nói vậy thì mong cô với lại anh chị và anh suy nghĩ ạ. Ngay bây giờ xin mời tất cả về vị trí của mình để chúng ta đến với quyết định cuối cùng. Quyết định của mẹ là gì ạ? Nãy giờ thì cũng nghe hai mẹ của hai bên gia đình nói chuyện rồi. Thì nói chung là mỗi người có một cái lý lẽ riêng của mỗi người. Tôi sẽ chọn là số 1. Số 1. Hoàn toàn bất ngờ mẹ. Khiếu nhớ không lầm đây là gia đình mà mẹ cũng quyết định loại trong vòng vừa rồi. À thì đúng rồi, gia đình số 1 là mình loại từ đầu. Tại vì mình thấy bé quá là dạn dĩ. Nhưng mà khi mà nghe hai bên gia đình nói chuyện với nhau ở gần cuối là mình nghe được như bé gái ở gia đình số 1 ấy nói về câu là hai đứa sẽ tự làm và đi lên chứ không dựa vào những cái đồng tiền mà của cha mẹ. Cái đấy chỉ là một cái phần nhỏ để mà hỗ trợ thôi. Đấy là những cái câu nói mà làm cho tôi thay đổi ý kiến. Là phải đi lên từ bàn tay không và ý chí của mình phải không mẹ? Đúng rồi. Yeah. Có hay không quan trọng bằng việc có ý chí. Vậy thì bây giờ đó là quyết định của gia đình nhà trai. Mẹ của gia đình nhà gái số 4 nghĩ như thế nào về quyết định này ạ? Nếu mà bây giờ chị đã quyết định như vậy rồi thì đâu nó cũng là cái duyên. Thì mong rằng con của tôi và con của chị cũng là những cái bạn diễn trên sân khấu, cũng là làm nghệ thuật. Thì mong tất cả các bạn trẻ này sẽ luôn gắn kết lại với nhau trong con đường nghệ thuật. Dạ, rất tiếc. Xin mời mẹ của Nhã Vi và Nhã Vi trở lại sân khấu ạ. À, thật sự đối với em thì cái quyết định của nhà trai thì em cũng hơi buồn và hơi hụt hẫng. Tại vì khi em đến cái chương trình này thì không chỉ riêng em mà ba bạn nữ khác thì cũng mong là tìm được một nửa của mình ở cái chương trình này. Và cái quyết định đó thì cũng làm cho em hơi buồn chút xíu. Nhưng mà không sao, nếu như là không được về làm dâu của bên nhà trai thì cho con xin là làm con nuôi. Nói chung là cuộc chơi mà. Đó, thì bây giờ con em nó cũng có cái tình cảm với lại bé kia. Em thì cũng có tình cảm với lại bé Vi này, cho nên em mới giữ lại tới vòng này. Nhưng mà dù sao cũng mong chị thông cảm về cái quyết định của em. Hiếu tin rằng là mẹ của Nhã Vi không có buồn. Tại vì sao phải buồn khi mình có một cô con gái tài năng giỏi giang và xinh đẹp như vậy? Đúng không mẹ? Mình tự hào về con gái của mình lắm luôn. Và Hiếu tin chắc rằng mà nếu Nhã Vi tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật này và tiếp tục rèn luyện và trau dồi bản thân thì em sẽ còn nhiều thành tựu hơn nữa trên bước đường nghệ thuật của mình. Và dĩ nhiên khi mà công việc và thành tựu của mình có thì chúng ta dễ dàng tìm kiếm tình yêu, không có khó khăn gì đâu. Dạ, cảm ơn anh. Chúc cho em nhiều sức khỏe, chúc mẹ nhiều sức khỏe và sẽ sớm tìm được một hạnh phúc thật sự dành cho mình. Một tràng vỗ tay thật lớn để gửi lời chào đến mẹ con Nhã Vi. Cảm ơn em. Thưa quý vị, như vậy chúng ta xin được chúc mừng cô con gái cưng và xin được chúc mừng mẹ của gia đình số 1 đã trở thành gia đình mà gia đình nhà trai lựa chọn để cho phép kết đôi cùng với Quỳnh Anh. Ngay bây giờ, không chần chờ nữa, hãy cùng chào đón cô con gái cưng của gia đình số 1 trở lại sân khấu. Xin mời! Em cảm thấy như thế nào về lựa chọn của gia đình nhà trai? Có bất ngờ không khi mà quay xe 80 độ? Hồi trước, vòng trước thì rõ ràng là đang mấp mé loại mình rồi. Nhưng rốt cuộc thì vòng quyết định nhất và cũng là quyết định cuối cùng đã lựa chọn giữ mình lại. Chắc cũng là một cái duyên số của hai đứa thôi. Đây là quyết định của gia đình nhà trai và chính là cô gái giành chiến thắng trước ba cô gái cùng đến với chương trình, thưa quý vị. Bây giờ quan trọng, Huỳnh Anh quyết định như thế nào? Sau 3 tiếng đếm 1, 2, 3, nếu Huỳnh Anh cũng đồng ý với lựa chọn của gia đình mình, Huỳnh Anh sẽ trực tiếp bước đến vị trí này, nắm tay cô gái này và màn kết đôi ngày hôm nay thành công. Còn nếu như Huỳnh Anh không đồng ý với gia đình của mình hay là có một suy nghĩ khác, Huỳnh Anh có quyền ngồi tại chỗ và cho chúng tôi biết lý do tại sao. Em nghĩ phần thắng của mình bao nhiêu phần trăm? Dạ thì em nghĩ chắc cũng 60%. 60 là thắng hay là... Dạ 60% thắng. Bởi vì em nghĩ nếu mà làm chung nghề nghiệp thì chắc hai đứa cũng sẽ dễ hiểu nhau hơn. Dạ. Để xem mẹ của Huỳnh Anh
có lựa chọn đúng với ý của con trai mình hay không. Chúng ta cùng hồi hộp lắng nghe tiếng đếm. 1 2. Thưa quý vị, không cần tới tiếng đếm thứ ba là Huỳnh Anh đã chủ động đến và nắm tay cô gái xinh đẹp này rồi. Sao? Lý do tại sao? Trái tim mách bảo hay là mình có ý thích từ trước rồi hay như thế nào? Chia sẻ xem nào. Thật sự thì tới cái vòng này được thì Huỳnh Anh rất là vui. Cho nên là có thể là ông Tơ Bà Nguyệt đã sắp đặt cho hai đứa. Con cảm ơn bác rất là nhiều đã đến đây. Và con cũng xin phép bác là trong thời gian tìm hiểu, nếu mà được thì hai đứa con sẽ tiến đến hôn nhân. Mẹ nghĩ gì mẹ? Thì bây giờ thấy hai đứa như vậy thì bác cũng vui. Thôi cũng hai đứa cứ tìm hiểu, cũng chúc cho hai đứa sớm mau sống với nhau hạnh phúc. Thưa quý vị, một cái kết thật là dễ thương. Và nói đi cũng phải nói lại, thật ra với những gì mà tất cả các thành viên của gia đình nhà trai thể hiện đều đến một mong muốn duy nhất thôi, là muốn cho Huỳnh Anh đây tìm được một cô con gái thật sự là phù hợp, cả về công việc, cả về tính cách, cả về cuộc sống. Cho nên quý vị cũng đừng có ghét Happy Bully nha, tại vì Happy Bully cũng để ý tốt thôi và mong muốn tìm một cô gái đặc biệt có cái tính cách và cái công việc phù hợp, thuận lợi với Huỳnh Anh mà thôi. Và chúng ta đã có một cái kết thật là hấp dẫn và dễ thương ngày hôm nay. Chúc cho hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu thật là lý tưởng và sớm báo tin vui về cho chương trình. Thưa quý vị, chương trình Thông Gia Song Đấu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi, đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đừng quên đón theo dõi những cảm xúc yêu thương thật là dễ thương vào tuần sau. Xin chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.